Chiều ngày 7 tháng 7, Đảng ủy Quân sự thành phố Hội An tổ chức tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2016-2020. 5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền 400 lượt cho hơn 14.000 lượt người về các nội dung liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương. Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng đã phối hợp thực hiện chuyên mục quốc phòng toàn dân trên sóng truyền thanh thành phố, thường xuyên phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng. Nhiều chương trình phối hợp khác được thực hiện hiệu quả như khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách các xã còn nhiều khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ giúp đỡ, đỡ đầu thân nhân liệt sĩ, v.v. Qua các hoạt động, đã có hàng chục ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của cơ quan quân sự thành phố, Ban chỉ huy quân sự xã phường, dân quân tự vệ tham gia làm đường bê tông, nạo vét kênh mương, kè chống sạt lở bờ biển, cứu hộ cứu nạn, di dời, hỗ trợ nhân dân phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự thành phố cũng đã xác định các nội dung, biện pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận và xây dựng đơn vị dân vận tốt trong thời gian đến.